chúng ta sẽ lấy module đầu tiên. Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện về một startupper. Câu chuyện này tôi đã dựa một tài liệu có sẵn. Bạn sẽ thấy, thế giới khởi nghiệp là một thế giới mà chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, có sự chia sẻ tài liệu. Điều đó không có nghĩa là không có sở hữu trí tuệ. Do đó, tôi xin trích dẫn các nguồn của tôi. Trong bài thuyết trình này, tôi dựa vào một bài thuyết trình của Stephen Blank và quyển tạo lập mô hình kinh doanh của Osterwalder. Những bài thuyết trình này khá thú vị vì nó quét qua những một số khái niệm về mô hình kinh doanh, và chúng ta phải chú ý rằng một mô hình kinh doanh không phải là một kế hoạch kinh doanh. Một mô hình kinh doanh về cơ bản là một cách mà bạn sẽ đưa tiền trong túi của khách hàng đến vào túi của mình để thực sự tạo ra doanh thu và đảm bảo tuổi thọ và sự phát triển của startup hay doanh nghiệp của bạn. Vì vậy, bài thuyết trình của Stephen Blank rất thú vị đối với tôi. Tôi dựa vào nó để tránh phải tái tạo thêm. Tôi cũng chia sẻ nó với các bạn. Trong thế giới khởi nghiệp, bạn có thể hình dung là tôi đang ở trong một vườn ươm. Chúng tôi chia sẻ rất nhiều thông tin. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, cần có một thói quen trích dẫn nguồn thông tin. Thói quen đó là một điều hợp lý đối với tôi. Trong thực tế, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về startupper hoàn hảo. Ở đây, cho phép tôi dùng một từ tiếng Anh. Có một tiếng booze, có một tiếng vo vo, một cơn sốt ở Pháp cũng như ở Việt Nam về các startup. Tổng thống Macron đã nói rằng nước Pháp là một quốc gia khởi nghiệp. Đó không sai, và thật sự có một nhu cầu kinh tế tạo ra sự sáng tạo để tìm ra được cấu trúc phát triển công nghệ và thử nghiệm chúng trên thị trường. Khi chúng ta đề cập đến một startup, chúng ta thường hình dung về một người khá trẻ, 30 tuổi hoặc thậm chí trẻ hơn, vừa mới ra trường, hoạt động rất tích cực và có mối quan hệ đến môi trường xung quanh. Đây là một quan điểm không sai. Nó không nhất thiết phải sai, bởi vì nếu bạn đồng ý, khi bạn đang làm việc cho một công ty lớn, bạn đang được bảo vệ một chút bởi công ty đó. Tôi đã làm việc 14 năm tại Alcatel. Người ta không để ý quá nhiều đến bạn như một cá nhân. Họ để ý nhiều hơn đến cấu trúc, đến vị trí mà bạn giữ trong công ty. Trong khi, nếu bạn là một người startupper, thì chỉ có bạn. Bạn có đồng ý với tôi điều này? Đó chính là bạn, có nghĩa là chúng ta đề cập đến những phẩm chất cá nhân mà chúng phải được bạn phát triển. Và tôi xin nói ngay bây giờ, có những người không muốn trở thành startupper như một mục tiêu chính của họ. Họ chỉ thích làm việc một cách lặng lẽ trong một công ty và như thế cũng tốt. Startupper thực thụ là gì? Tôi đã nói trong phần giới thiệu là khả năng cá nhân để làm nổi bật lên các kỹ năng, kỹ thuật mà người ta có. Vì vậy, nó thực sự yêu cầu chúng ta luôn phải biết cảnh giác, biết lắng nghe, biết phản ứng, nói chung là một người nhanh nhẹn. Tuy nhiên, chúng ta không nhất thiết là phải đi vào phương pháp nhanh nhẹn, nhưng đây là những từ mà bạn sẽ thường xuyên nghe được trên thực tế trong bối cảnh này. Bạn phải đáp ứng và thực sự cần phải dùng một số kỹ phẩm chất này. Do đó, chúng ta phải quan tâm đến môi trường xung quanh, chúng ta phải lắng nghe, chúng ta phải quan sát, chúng ta phải phản ứng, đặc biệt là chúng ta phải nhúng tay vào mỡ. Như chúng ta thường nói ở Pháp, có nghĩa là chúng ta phải làm. Chúng ta không phải ở đây để nói cho các người khác biết phải làm gì, chúng ta ở đây để nói cho người khác cách phải làm như thế nào. Đặc biệt, tôi sẽ nói là bạn phải làm trong một tư thế mà bạn phải cho mọi người thấy, cho mọi người được đồng tình với mình. Đây là những phẩm chất tồn tại trong tất cả mọi người chúng ta. Nhưng đôi khi cần thiết phải thúc đẩy chúng nhiều hơn để cuối cùng chúng ta sẽ chắc chắn rằng chúng ta có khả năng xoay sở trong một môi trường hoàn toàn không chắc chắn, đang đòi hỏi một cách tiếp cận cụ thể hơn. Sẽ có những người trong công ty họ có ác cảm với rủi ro, không thể tồn tại trong một môi trường hay thay đổi. Đây là những điểm cần xét tới. Đây, bạn sẽ có một hình minh họa nhỏ về một người startupper hoàn hảo. Tôi sẽ cho bạn đủ thời gian để xem những phẩm chất khác nhau. Nhưng bạn nên biết rằng, chúng tôi sẽ thực sự yêu cầu bạn phải thể hiện ra những phẩm chất cá nhân trong bối cảnh thực hiện dự án của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn công thức nấu ăn. Ở đây các bạn có thể hiểu công thức nấu ăn ở trong ngoặc kép. Chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn rất nhiều để làm startup và xây dựng kế hoạch kinh doanh của bạn. Và điều đó là tốt. Bản thân tôi đang làm ở trong một vườn ươm doanh nghiệp. Tôi đã lên kế hoạch kinh doanh để tìm kiếm nguồn tài trợ. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những công thức nấu ăn. Tuy nhiên, tôi là một người cha, tôi có 3 con gái. Vậy, với cùng một công thức nấu ăn chung, nhưng bánh gato cũng không giống nhau.
và thực tế bạn sẽ thích bánh gato này hơn bánh gato kia. Điều đó không có nghĩa là bánh gato bạn thích là ngon nhất. Mọi thứ chỉ là tương đối thôi. Như thế đấy, chúng ta có những công thức nấu ăn. Bạn cần chúng, bạn phải biết chúng, vì người khác cũng dùng chúng. Nếu bạn không biết công thức nấu ăn, thì bạn sẽ không có khả năng nói chuyện một cách thống nhất với người khác. Cho nên bạn phải biết công thức nấu ăn. Mặt khác, tùy thuộc vào công thức nấu ăn, cách bạn sẽ làm mọi thứ có thể khác với mọi người. Và đây là điều mà tôi muốn nhấn mạnh. Chúng ta thường nói, đặc biệt là ở Việt Nam, là phải bảo vệ ý tưởng, không nên thảo luận về nó. Điều đó đúng nếu bạn mô tả ý tưởng của bạn quá nhiều. Tuy nhiên, ý tưởng không khác gì một công thức nấu ăn. Bạn có một ý tưởng, bạn có một công thức nấu ăn, bạn biết cách thực hiện ý tưởng và làm thế nào để nấu một chiếc bánh ngon hơn người khác. Theo tôi thì cách thực hiện mới cần được bảo vệ. Bạn không thể bảo vệ một ý tưởng. Tuy nhiên, khi bạn biến được ý tưởng thành bằng sáng chế, thì lúc đó bạn có thể bảo vệ bằng sáng chế của mình. Khi bạn đã biến ý tưởng thành một kế hoạch thực hiện, thì lúc đó bạn thực sự phải hạn chế, cung cấp quá nhiều thông tin về kế hoạch thực hiện của bạn. Kết luận, có những công thức nấu ăn không cần phải học thuộc lòng, nhưng bạn sẽ phải biết chúng. Đằng sau mọi thứ, điều sẽ khiến bạn trở nên khác với các startupper khác, chính là bạn sẽ thực hiện công thức nấu ăn như nào. Tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện nhỏ như sau. Tên của anh chàng trong chuyện là Mike, trong bản trình chiếu gốc. Tôi đã thay tên bằng tên là Thành. Anh Thành là một người tuyệt vời bởi vì anh tốt nghiệp từ các trường đại học về kinh doanh tốt nhất. Đó là một người tầm cỡ, 34 tuổi, đang làm việc trong một công ty lớn, là một người quản lý, giám đốc điều hành một công ty lớn. Cho nên anh có tất cả các kỹ năng, kỹ thuật để thực hiện các nhiệm vụ được ủy thác trong khuôn khổ của doanh nghiệp lớn này. Thêm nữa, anh ta có một hiểu biết rất sâu về môi trường của mình và anh ta đã giành được rất nhiều thành công thực sự trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Một lần, Thành tự nhủ, tôi có một ý tưởng tuyệt vời. Và anh ấy tự nghĩ, tôi giỏi kinh doanh, tôi đã học tốt, thường xuyên thuyết trình, tôi có ý tưởng và tôi thực sự đam mê, thực sự muốn biến ý tưởng đó thành sự thật để tôi có thể sống phiêu lưu của riêng tôi. Trên thực tế, anh đã học được rằng trong công ty, một ý tưởng như thế cần được xác nhận thông qua việc nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thị trường là một phương pháp cổ điển của một công ty. Nếu kết quả nghiên cứu thị trường tốt, chúng ta sẽ làm gì? Bạn sẽ bắt đầu tạo ra kế hoạch kinh doanh của mình. Kế hoạch kinh doanh là một kế hoạch mô tả bản thân bạn. Bạn là ai? Ý tưởng của bạn là gì? Thị trường như thế nào? Làm thế nào để đến được với thị trường? Vân vân. Nói chung, nó là một cái gì mà các doanh nghiệp truyền thống sẽ dựa vào đó để cố gắng thúc đẩy ý tưởng hoặc để làm cho ý tưởng trở thành hiện thực. Và trên thực tế, dựa trên kinh nghiệm của mình, dựa trên nghiên cứu thị trường, dựa trên kế hoạch của mình, Thành đã xoay sở để đi gặp những người có thể tài trợ cho cuộc phiêu lưu của anh. Thành tự nói với mình rằng, thật tuyệt, chúng ta đã khởi hành. Tôi có tiền trong tay, tôi có kế hoạch, tôi đã nghiên cứu thị trường, tôi có ý tưởng của mình. Vì vậy, tôi có thể tiến lên. Anh ấy bắt đầu có bài viết về mình trên các tờ báo. Anh ấy bắt đầu chào bán ý tưởng của mình và gặp gỡ mọi người. Anh ấy được mời đến thuyết trình giống như tôi đang làm cho các bạn hôm nay. Tất cả mọi thứ đã được đóng khung để ý tưởng của mình sẽ thật sự hoạt động và triển khai vì tất cả mọi thứ đã được thực hiện đúng quy tắc. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng mặc dù có một phương pháp tiếp cận đầy đủ cấu trúc như thế, mặc dù vốn kinh nghiệm của mình và những nghiên cứu của mình, thì anh ta đã không thành công trong việc tạo ra startup của mình. Và bây giờ, khi xuất phát từ một kế hoạch kinh doanh truyền thống, từ một doanh nghiệp truyền thống, chúng ta sẽ xem xét 5 điểm khác nhau cần phải tính đến, là các điểm cần phải xem xét thật kỹ để thành công trong quá trình tạo ra một startup.